giờ đi kiếm vườn táo không thấy đâu mà lao táo táo lao táo lao táo lao táo nãy giờ cái nhà À, đầu video kênh Cuộc Sống Đại Việt xin chào bà cô chú nha. Hôm nay chương trình của mình đã tiếp tục đi vườn táo nha cả nhà. Bữa hôm qua mình đi vườn bí, nay đi vườn táo, mời cả nhà cùng mình xem vườn táo ở Đài Loan trồng như thế nào nha cả nhà. Nói xin chuẩn bị xin muối đi, cho tiền muối đi, cái nói thôi đừng cho chị ăn nữa. Vì tối không ra ấy, đây em đút cho này. Tội nghiệp chị tôi ngày hai muối của anh. Ăn hết đi, ăn hết đi, bà Hà bà xin. Ăn nó không dám nhả ra, nó bảo cho nó không dám nhả ra. Cứ lúc hoài. Sáng ơi, cho con miếng cái giấy gì ta? Con miêu vô. Hết rồi. Ăn quýt, mình rồi. Ăn kẹo. Còn ăn giỏ kẹo không? Là ăn kẹo tốt là. Thôi đừng có sợ. Đang có tháng. Ăn quýt thì mình ăn kẹo. Không. Lên xe giờ. Giờ đó bụng không có gì ăn, bắp bánh, bắp kẹo, bắp chuối, bắp quýt để ăn nè. Rồi tới vườn táo, biết tới vườn nào đây? Ô chú xe đó bụng chưa? Tôi chú xe đó bụng là cổ lái không nổi à. Lái không nổi để tôi lái kìa. Cho tôi lái. Tôi lái không bờ rùa. Ngọt không? Ngọt. Sang mấy cái trắng trắng này nè. Nó trắng. Em đi nhậu cho, cho chị mấy muối. Ngon quá. Ủa? Anh vừa bảo ăn muối gì em hàng đã đến vườn táo rồi cả nhà ơi, đang cắt nước nữa. Tại đi kiếm hồi nãy giờ đi kiếm vườn táo, lạc địa chỉ đi kiếm. Vô tới vườn ai cắt nước mà nay nó bẻ táo ăn nha cả nhà. Thì táo rất là ngọt, bởi tại vườn mình được cái trái mình thích thì biết bẻ thì táo ngon lắm cả nhà. Mình đi lúc này thì mùa nó cũng đang gần hết mùa, cho nên táo nó cũng trên vườn nó không thấy nhiều quá. Nhưng mà cũng còn rất nhiều cái nhà. Thầy trò cùng quý cô Phật tử chị em đồng ngồi ăn tại chỗ, rồi có cô Phật tử có đem theo cái muối, muối ớt chay nữa. Chấm muối cho ngọt. Chấm ăn nó ngọt liệm luôn cả nhà ơi, quá ngon à. À mạnh nay nếu ăn gì lớp thì vừa đói bụng, lớp thì vừa khát nước. Khi đến đây thì ăn táo mà lấy no cả nhà. Người được 4 ký hả? Người 3 ký, 10 người 3, 33 ký. 11 người 33 ký. 11 người đúng không? 33 ký. 33 ký có nhiều thầy. Đi đi, cái nhà ơi, cho trái trái này cái gì nó ngọt. Còn mấy trái nhỏ nhỏ, trái ngọt cái mà coi. Trái gì cô ăn á. Ừ, ngọt. Nó ngọt. Ngọt hả? Tay thì cầm hộp, tay thì cầm muối. Vậy kiếm trái bự bự đi, từ từ. Kiếm trái bự bự thầy ơi. Con nghi là tái á, hái bự hết rồi. Mình phải kiếm trong mấy gốc á. Vườn táo nó cũng thấp thấp á cả nhà, cho mình dễ hái, người hái người ta trồng ta cũng dễ hái, cho nên người ta bắt cái vàng nó đeo thôi đó, rồi nó rủ xuống lỏng thòng lâm thòng gì là mình hái cả nhà. Táo lúc này nó cũng bớt rồi nhưng mà cũng còn rất nhiều, nó núp trong mấy cái tàn lá cả nhà, nhiều lắm. Mình bẻ mình muốn tìm mấy trái ngon bự mình phải dạch mấy cái tàn lá ra mình mới kiếm mới gặp được. Ai đựng túi, ai cầm túi đi quay giùm con. Túi cô hả? Đám ăn đã. Con ăn đang ăn vừa ăn vừa hái. Ai trái này bự nè, được không? Đừng chơi trái nhỏ trắng nè, ăn thử trái nhỏ này đi, nó ngọt nè. Coi nè, ăn thử đi. Cái gì tắm chua đó. Chua sao? Ừ. Cái trái thì sao mà ngọt? Mấy cái trắng trắng luôn nè. Trắng càng trắng càng càng ngọt. Cái này nó cũng trắng trắng rồi nè. Kệ đi. Kiếm cái khác. Đừng có bự quá nó ngọt. Trái này được không thấy? Trái này trắng trắng nè. Ừ, trái đó ngọt cực kỳ luôn mấy mẹ, gì ăn thử trái đó đi. Ăn thử.
Chị quay, quay ăn cái gì? Không có, đại đường đó nha. Cái muối nó mới đậm đà. Trái này gì chứ lạc mày. Ừ. Nói sao hả? Nói ăn cái kia. Nói ăn cái kia nó ngọt. Ừ. Nghe lời của cháu, bẻ cho cháu này ăn thử thì nó không có được ngọt nghe nhỉ. Hình như nó nhầm cây nó ngọt chứ không phải là cái trái nó trắng nó chín vậy là nó ngọt. Nhưng mà để nó chín quá, thấy mà nó trắng quá, nó vàng đó cả nhà thì nó sẽ bị xốp. Mà xốp ấy thì nó ăn nó không có nước, nó không có cái gì, không có xốp, không có giòn giống như trái táo mà khi vừa tới thì ăn nó giòn, có nước, nó ngọt nha cả nhà. Trái táo thì mình để ý trái táo mà nó vừa vàng tới, cũng đừng trắng quá thì nó sẽ xốp. Mà trái táo nó phải cái đít nó nhọn xuống thì cái trái táo đó là nó đang hay không có trái bự nó về để đang vừa ăn nó vừa ngọt, nó có nước để giữ nước được. Còn mình lựa mấy trái mà nó trắng quá, bự của mình lớn quá thì nó sẽ khô á, kinh nghiệm nha cả nhà. Mình thử nhiều trái rồi mình mới biết. Mình ăn thử. Trước mà hái trái trắng lặt nhất à. Ừ. Giờ đây rồi thì mạnh ai nấy ngồi ăn. Ai được thì ăn ăn. Người ta cho mình vào cửa là một người 200. 200 thì mình lấy một người 200 ăn tại chỗ bao nhiêu ăn. Ta rồi khi đem ra này là một người được tính 3 kg. Mình lấy được 3 kg táo. Mà cái giá táo là ta tính mình là hết 160 đồng ký đi. 60 đồng chiên đó cả nhà. Thì mình được 3 chiên là hết 180 rồi mình ăn ở đây nó cũng người ta cũng xem giá 200 vô cửa rồi. Vậy cũng rất là hay chỗ này được đó cả nhà, nếu cả nhà thích thì đi mình sẽ ghi địa chỉ gửi cho cả nhà. Xem cái bự đó thì mình giới thiệu cái địa chỉ này hết tại. Mà trái nó ngọt ăn liền đi. Lần đầu mình đến địa chỉ này. Còn lúc trước á thì mình có đi với một vị thầy nữa ở Việt Nam qua thì cô giáo nó dắt trên cái vườn táo kia kìa. Bột à. Vô một người 100 nhưng không được ăn trăm trọng, mình không được ăn, mình chỉ được hái ra. Mà hái ra thì bán cho mình 1 ký tới 150, 120, táo nhỏ, táo lớn là 150. Mà táo đó thì ăn nó là táo trồng bằng sữa, nhưng mà thật sự ra thì mình ăn thấy cũng không ngon bằng ở đây. Ở đây thì thấy nó vậy mà nó đơn giản nhưng mà ăn rất ngọt. Nhầm cây nó ngọt lắm cả nhà, hái mấy trái nguyên cây đó là nó ngọt, không trái nào cũng ngọt cả nhà. Vô vườn táo thế này mình ai lấy hai người túi người ta đưa cho mình cái túi để mình mang ra để mình cân cả nhà. Vô chủ vườn đưa mình người cái túi vải, túi vải này mình đem cổ rồi vừa đi vừa hái vừa ăn. Thì mình thích ăn được nhiều ăn nó chứ ăn đâu nhiều đâu cả nhà ơi. Ăn chừng 4 trái là thấy no thấy mồ luôn rồi. Ủa đây nhiều lắm nè tụi bé ơi. Đây nè. Ăn nó vui. Trái này quá cho chín luôn thấy. Vừa hái vừa ăn tại chỗ luôn. Mấy trái nó có nắng nó chín là ngon nè. Mấy con trai. Nè nè. Có túi chưa? Không, tao mắc cầm cái men rồi tao không có để túi được. Con bạch cho gì túi nữa nhá. Thôi, chẳng lẽ là mình phải lôi phim. Nhưng mình vô mình thấy táo mình mê quá rồi mình cũng ăn vừa quay phim thì vừa đi hái táo nữa cả nhà. Nên phim nó cũng không có được chuẩn như máy, nó không có đẹp gì, cảnh nó cứ quơ quơ gì. Vậy cả nhà cũng thông cảm cho mình nha. Nói chung mà vô vườn táo lâu lâu mình đi được đi vườn á thì mình cảm thấy thoải mái và vui nữa. Vì mình cũng thích ăn, thích hái. Cho nên là mình video đôi khi mình cũng không có chỉnh cho nó đàng hoàng, cái nhà thông cảm đi. Mình quay trung thực, cứ quay sao để vậy chứ không có chỉnh sửa gì hết trơn á. Cái nhà thông cảm nha. Táo đưa cái túi gì đó. Đây đưa cô. Đưa đây hái. Nên mình đi cũng trễ rồi, nó cũng không có được. Cái này đi. Ờ nó mau lắm mà, này nặng cân lắm mà. Ủa mê quá hay. Hái hoài cũng thấy hết.
Bây giờ mình quay phim mình cũng không biết người đâu mình quay nữa. Tại vì bây giờ cả nhà biết không, mạnh ai nấy kiếm một góc để mà bẻ. Cái cây nào thích thì cứ ở đó mà bẻ, rồi mình cứ người nơi. Cho nên tản lạc hết trong cái vườn táo. Mình mong nè, đi kiếm thầy, kiếm đồ, Phật chị em đồ cũng người đâu, mất tiêu hết trơn, không thấy đâu hết trơn á. Cái nhà thấy không? Mình có muốn quay cũng không thấy ai để mà quay. Chắc cái nước ngồi lại chụp hình thôi, chứ còn còn lúc hái táo này thì không có theo ai được hết trơn á. Mà ai nó thích thì cứ đi hái, rồi cái người gốc, người nơi hết. Rồi khắp cái vườn táo mình mong quá, mình không có quay tổng quát hết được cả nhà. Cái này. Cây này bự quá trời, trái bự nè. Cây nó ngọt là hái cây đó. Cây này ngọt nè, ta ăn cây này nãy giờ ngọt. Nó xanh mà nó vẫn ngọt nè. Hai tao hơn nhà cây ngọt ơi. Thì vừa thôi, nó vừa thấy nó bóng bóng là được rồi, nó bóng là nó chín rồi hả? Ở đây thì một chin nó khô quá, táo một chin là nó có 600 gram Việt Nam mình hả cả nhà. Hồi xưa mình mới qua mình không biết, mình cứ tưởng là người ta cân thiếu mình, nhưng mà thật sự là bên đây nó tính thải chin, nó tính 600 gram thôi là một một chin, nó tính một chin, một chin là một ký là lon đó. Nó không có tính cung chim, nó mua vô là nó mua cung chim, nhưng mà nó bán ra là nó có nắng là nó chín. Nó không như Việt Nam mình mua 1 ký thì bán 1 ký nha. Người ta đi cân sỉ vô 1 ký người ta ra bán lẻ cho mình cũng 1 ký, nhưng mà ở Đài Loan thì không có nha, nó tính thải chim nha cả nhà. Nó mua vô kilo, nó mua nó đi ví dụ như thịt cá đồ gì nó đi cân là nó cân cung chim 1 ký, còn như mà nó ra nó bán cho mình là có 600 gram thôi là nó tính thải chim bên đây á cả nhà. Cho nên cả nhà đừng có sợ là cân thiếu nghe, không có thiếu đâu. Bên đây người ta rất là đàng hoàng. Bên đây mà chỗ nào buôn bán nhiều khi nó cho mình đi cân thử là hết. Nếu mà thiếu mà mình thương cái là như chỗ đó dẹp tiệm luôn. Ta có cái thùng ta bỏ cho mình nha. Bỏ hộp đó nha. Bỏ bậy thì người ta la nè. Hồi ra lượm này dục cho người ta. Nó có cái thùng cho mình bỏ. Mấy cô cũng được đi rừng táo, mấy cô mê quá, mấy cô cũng hái cái cây đằng này ngọt nè. Ăn thì không có bao nhiêu mà mê. Cái cây hái đằng này hàm, ngọt, hái ăn ngọt hả? Xanh xanh nó cũng hái ngọt. Hái hồi ra là tính tiền khẩm luôn. Nhưng mà chắc không hết, không đến nổi đâu. Tại vì mình đi nhóm mình tới 11 người. 11 người thì mỗi người 3 ký, 1 người được 33 ký táo. Đó, thì mình nay nấy hái nè. Đó, bây giờ bắt đầu ngồi nè. Ngồi dưới gốc cây nè, thầy Phật tử ngồi ăn nè, thấy thấy thoải mái không? Đó. Không có dự ý dự tứ gì trơn á, mạnh ai nó ngồi để ăn nè. Rồi lớp thì vừa đói vừa cắt nước nữa. Cho nên ăn được vô được ăn cái ăn thoải mái luôn. Ở đây người ta cho mình ăn thoải mái lắm nhà ơi. Điểm này lý tưởng là mai mốt là chắc ăn táo năm táo tới không? Đợt chắc. Ăn táo không? Vài bữa không? Có dịp mà đi được đợt nữa là hái giờ hết rồi. Còn mấy cái sang năm sang năm tới mùa táo nữa mình mới đến đây. Thì điểm này rất là thuận lợi về ăn uống thoải mái luôn. Giờ mặn nước. Ngon. Đang khát nước. Nữa ha. Cái bàn ăn được. Cái này là ngon cực kỳ, ngon cực kỳ. Đang khát nước này cả nhà. Nhỏ quá nên phải tôi. Vô đây ăn khỏi uống nước. Ăn cây dừa không? Ở đây nó cho mình ăn cây dừa. Trước mặt cưng kìa. Đó chỗ đó. Mà lấy cho con cút tôi ha. Như đường luôn á. Vậy nãy giờ ta hái trái nhỏ đi, kêu hái trái bự là ngọt nãy thật. Giờ ta hái trái bự không? Ngọt hết, quả xanh vẫn ngọt này. Rồi. Đi làm chủ vườn táo này cả nhà. Ông đến ông giao lưu với mình và ông cũng nói là mình ăn trong bụng của mình là đồ của ổng không á. Thì mình cũng nói chuyện giỡn với ông rất là vui vẻ. Thì ông giới thiệu cách mình hái táo như thế nào cho trái táo nó ngon và ngọt đó cả nhà. Đó. Mình cảm ơn ông rất nhiều. Ông cũng xin kết like với mình để liên lạc, sau này mình xin địa chỉ mình mới đến cho nó dễ. Ông rất là vui vẻ, nếu cả nhà thích thì đến đây nha. Thì video mình cũng kết thúc rồi cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà, hẹn video sau. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, các tường như ý nha. Nếu cả nhà thích video mình chia sẻ hay thì cho mình đăng ký một like share và giới thiệu bạn bè cùng xem nha. Cuộc sống Việt Đài ở Đài Loan như thế nào nha cả nhà. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng nha. Video mình Lâm Bình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà. Ngày mai bắt đầu là khai công.
mọi người đều đi làm hết cả nhà ơi. Đây là bà chủ vườn táo nè, là bà rất là vui vẻ, bà đang giới thiệu táo với mình đây. Cả nhà thấy bà rất ân cần vui vẻ giới thiệu, bán cũng rất là vui vẻ, thêm cho mình này kia nọ nè cả nhà. Mọi người nhớ đến đây ủng hộ nha, nếu cần thì mình sẽ cho địa chỉ. Dạ, cái nơi để cả nhà đến. Tạm biệt, hẹn video sau.